đây tên là gì nhỉ, em tên Linh đúng không? Linh. Đây khui thùng cho bạn Linh, cái con này là Dell XPS 9315 Core i7 RAM 16GB, OLED của nó là 52 đúng không? 52. Cam kết đây là hàng mới 100% nguyên niêm phong từ Mỹ về, nếu sai trả lại máy đền bù 100% và đền bù 300 đô hoặc tiền 100% đền bù. Máy bảo hành 12 tháng, nếu lỗi phải cứng kiểm tra sản xuất và 15 ngày đổi trả. Đấy, thoải mái. Thì khui thùng đi, bóc. Bóc bên này nữa, bên này cũng có cái. Đấy, bóc đấy, bóc siêu đấy. Nó dạng hộp, xem đầu này. Đấy. Đấy, giống như audio trước xưa. Đấy, đầy đủ đấy chưa. Còn này 9315 hiệu đẹp bằng da bật xem đây nào, là của em đúng không, máy mới là phải cắm sạc vào, bật lên chưa lên luôn là phải cắm sạc vào, cắm nguồn vào, để chuẩn bị sẵn nguồn, mà nó kích hoạt bằng nguồn rồi cắm vào cắm nguồn. Nên đẹp chưa? Nhìn thấy tiền đen có đèn chưa? Số đấy vào. Rồi bia rút ra mà lên. Giữ một chút. Đấy, đúng không? Cần đấy bật không lên, bây giờ bật mới lên. Đấy, kích hoạt bằng nguồn này. Đấy, thế thôi.